người con trai Sài Gòn đã đem lòng thương nhớ người con gái nơi đây và cảnh sắc nơi này. Bởi thế mà chúng ta có hai điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Một, đó chính là ánh mắt của kẻ si tình, và hai là những tấm chân tình của người đơn phương. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ